an toàn của anh ta. Con gì mà ghê gớm vậy? Vượt. Vượt hả? Trời ơi. Sáng làm thông cho nó nữa. Thông cho nó vớt nó vô. Vượt mình vượt nhỏ mà không? Thích vớt thôi, vớt đi chứ. Mình thôi chào bà. Ký, người ký á, có bảy lạng. Để vô nhỏ nữa. Qua kìa có một phút cuối mà làm hai con vượt ra chả bá luôn. Trời ơi trời vượt. Không, không lên nó chết á. Ừ, nó chằn banh luôn. Lên hai con ký luôn, hai ký. Mày mày chết. Lên hai con này là sống rồi anh. Sống rồi. Chỉ cần đè được ba người thôi là sống. Sống chắc. Bây giờ đè được ba người. Đè cái tư quá. Đè Hà, đè Thuận, đè Thời. Trời trời, con cá tiếp. Ghê trời. Ghê cá ghê quá mà. Con cá bự không à? Anh ta này chắc đề được rồi. Đây là bài một câu của cầm thủ Công Minh. Anh Toàn ơi, hai anh em mình đồng đội luôn. Còn có một gói khoa, một gói gan và một phần hai gói tôm lạnh. Em quay phim nè, em cứ nói tục đi. Cứ có cái thằng cái em lấy FLC mà nó kêu á, cái thằng quay phim nó nói nhiều. Thật đúng thật, anh coi lần đầu, bình thường em coi nhiều lần sau cũng thấy nói nhiều thật. Vui không sao, vui chính. Vui được chính rồi. Một nắp Rofe F1 và một nắp hồi nãy là cái gì, nước gì vậy đó, nước khó hay nước gì đó mình. Không khó. À anh ơi, nếu anh làm gì nha, em nuôi nè. Lộ bà hết nha. Nói nè anh em ơi, nuôi nhín nè. Bóng bớt rồi. Đó em câu một V hay một vút thì mình vút. Đây là bài một vút của Công Minh. Bỏ tạo sợi vào thì nó thấy là cái này tạo sợi tay nhện đấy mình. Tay nhện. Tay nhện vô thấy là nó mồi nó bắt đầu nó có thành sợi, sợi khi câu nó kéo gặt câu kéo ra cá nó nhanh hơn rất là nhiều so với một V các bạn. Lại cho anh xem. À, khi mà kéo đặt lưỡi câu vô cái mồi mà kéo mà thấy nó bám vào lưỡi câu là ok.
Mấy thằng mới vô rồi đứt thẻo rồi cả chục rồi phải rồi. Không biết câu cá này. Không biết câu đó. Anh thấy con này câu rất là dễ nhất. Bắt lên mềm mại. Thấy không? Vuốt không trắng, bị sóc tay, thấy không? Bằng vừa không hả? Thành hồ. Thành hồ Lê Khắc Luân. Vẫn dê kêu luôn. Mùi mè chờ không? Bài bỏ lắm. Ôi, trời ơi, hà từ lúc nó hù á. Không có lúc nó hù nó kêu là công an là cháu về đó. Này Hoàng Đức ơi! Nói người ta tạo dáng cái chứ. Rồi chụp lại đi. Dáng tạo miếp. Không thấy được. Hay hồi Còn có khi nhỏ 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 không? Ghê. Chặn đầu nó hợp lý á. Đấy chứ. Chứ không, chặn đầu nó là tạch rồi. Thank you.
coi cái đó mà biết được mua cái nào. Sao lại đè dây này không đè nó đấm luôn. Quá ghê gớm các bạn ơi, cần thủ Ngô Đức là một trong những cần thủ có thể nói là lão làng ở Đắk Nông. Nhắc đến tên anh thì mọi người đều né né ra chút, rồi gần anh là đầu che kêu luôn. Chép chép mà hồi hồi bữa họ không biết có chép, giờ giờ biết 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 luôn, biết câu chép luôn. Quá ghê gớm, không biết câu chép này biết câu chép luôn. Từ từ anh, lên thì mình phải từ từ chứ. Từ từ nó mới lên, đâu cái gì mà đụng cái lên liền luôn. Nó lên liền là nó nhanh, nhanh xuống lắm. Ở Phúc nó cũng biết luôn hả? Biết, trời ơi, cái này cũng biết hết. Mình học mà. Con này khi bắt không được. Từ từ nó mới lên anh ơi. Ờ, đứng chết em anh ơi. Mỗi tay em mà mệt quá. Xuống thế đã. Xuống thế. Mới còn mỗi tay thôi. 4 giờ sáng dậy rồi. Cần 3 hát nó vậy á, cần 3 hát nữa mọi người. Cao cầu hố đấu cần 8 hát đi. Đúng rồi, đó đấy. Từ từ thôi, cứ từ từ. Đứng lên. Cái gì nó phải vậy? Cầm cái càng cầm hết chứ đuôi nó sóc nó mới lên được chứ. Rồi, xong rồi. Nó lên rồi, trời. Nó khó chạy. Ba. Cái này bên bảy nó lên cho nhanh rồi. Mà nó nói chung nó cũng to. To mà. Nó là hơn ký á. Ừ. Nó dính vào đây nè cho nên là nó do mồi hay là do mình tài. Không cũng hay xui vậy. Thử lại con mình biết được không? Đây là anh Toàn. Anh Toàn non lá. Đúng tay. Ừ. Cả rồi. Mày sao? Đúng rồi. Chính mày. Cái con này giờ bỏ qua bên đi ha. Đúng rồi, con này thôi. Để cho nó dính vô bồn mình nữa mày. Chửi tôi nè. Cá không ăn cũng chửi mà ăn cũng chửi. Mới được có con. Trời làm gì vậy? Mua mẹ ơi. Ba người ta đưa được bộ bắt cái cháu mình rồi. Lại đứng tiếp. Biết chỗ này rồi chứ. Chết luôn. Kệ nó đi, cứ cho nó chạy từ từ thôi. Vội vàng chí. Con này to nha. Vượt cả ký hơn ký á. Ở trong đất Bà Lao có nhà bè nào nuôi hồi không? Không có con nào, không nhà ai nuôi vượt hết á, vượt dễ gì nuôi được.
mình mốt mua toàn cá này thả. Ừ, cá này nó bền ha, mà nó mạnh, câu sướng. Dễ. Đó phải cho ăn. Cái mép nó dày, nó không có bị rách, nó cũng không nháp. Không dịch bệnh. Ờ. Câu sướng. Chỉ có cho mấy thằng câu gam thôi. Ờ, ừ, đúng rồi. Nó mệt chịu cái chứ. Cái từ cầm mềm quá nó. Ai còn hết tay. Chứ gì đâu, đâu mẹ cục nó đi bắt nó hết tay chứ chứ gì đâu. Toàn là hàng bạch có nổi không à. Rồi, chết rồi. Sao lên đi. Ép thắt nữa là vợt luôn. Búng, búng cho được. Ép đi. Trời ơi, cái mỏ tắt lét luôn. Đã rời tay chân. Nước một cái sai của nó đó. À, trời mồm nó kìa. Không, cái nó vậy đó. Nó trời hè luôn, máu không. Cái này đang nó bị gì bị lỡ. À, mà máu không rồi. Bị lỡ. Hả? Quá ăn luôn hả? Trời ơi, ăn mẹ thì ăn từ lúc nào luôn rồi. Uh-huh. Ăn từ lúc nào rồi kéo. Mùi ghê vậy. Có mùi này. Có mùi này ghê vậy đó. Mùi quảnh da kêu luôn hả? Tối nay chắc đi mắt ta nữa rồi. Đi mắt ta hỏi mùi nè. Dịch lên thay mồi. Ờ, à, còn ăn kìa. Kệ nó đi từ từ. Dịch lên phí một mồi, xin ông Đức không cho ở đâu. Ừ. Ừ. Người đâu có phải giỏi giang gì đâu đúng không? Ừ. Do mồi cá nó ăn thì giật thì câu vậy thằng mù câu được. Ừ, rung rung tay là đủ giật thôi chứ. Này chuẩn bị bắt con nữa nè. Ừ. Con nãy là vì đớp cần lửng. Con nãy lực cái lá. Ừ. Hai con. Ừ. Con này bắt. Dễ gì. Ba nó thẳng nó tỉnh đứt rồi. Tỉnh. Cái con nó sẽ đứt nổi. Để trong năm cứng quá. Móc còn tí. Rô bự không à? Ừ. Tưởng nó vừa không chứ mà rô cũng ăn. Rô này nè, rô mới nè. Rô nặng được rồi đại. Hôm nay mình cho mình thêm một chút nữa mình mới kịp lấy chứ không là không lại cho nó không. Ừ hứ. Chục phút nữa mặt may.
To ha, con cái màu gì lạ ta, màu đen xì, to to. Vậy thấy nó đâu có to bằng con vượt đâu mà. Nhìn nó to, nhìn nó đen xì. Mắt câu lên đơ cong quèo. Sao nó cái mồm nó cắt phát hay đó, cái mồm nó bị tật hả ơi. Thế bị tật nó mới ăn chứ bình thường có thể ăn thôi. Kêu anh Thuận vào luôn đi em. Anh Thuận đây gọi luôn. Em cứ còn chấm thôi là ngoát cái lưỡi nó liền. Vật điểm hả? Đi. Còn to quá luôn á. Quá gì không? Chả bá luôn. Có dạ. Cứ vát, cứ vãn được đúng không? Thế. Mẹ lại giờ là quá trời. Đeo dính bực. Kỳ á. Hết trời người. Có một tàu hai bốn sóng vừa đục đàn thời tí ấy chứ mày thời lên con đó là đài lặng này con tao luôn đi về đây rồi đoàn phi hay thiệt đoàn phi nó nói là nó hù cái là tự nhiên phi á má tao vượt to má năm con vượt đã ha bốn con mày đồ lừa bốn con bự bốn con hai con phi ba con phi hai con phi phi này thua phi tao năm ba sáu đủ vấn đề mình để luôn thì một anh Đức thua em 2 ký mấy mà mấy ủa ký. Tao này thì nó nhất tuyệt đối tuyệt đối ba thôi mày với tao mình đẩy mày 4 điểm. Giờ thân mình nhì. Mày thì được hơn tao điểm. Mày đủ mà giờ nó đang được. Không phải cái bìa đó nhưng mà cái bìa đó. 500 ăn 200 chơi luôn. Anh nhanh vậy đó. Đục Đức mày ba hả? Đi. Cái sao lên cao quá trời mà. 8 đục phi. Ừ, chết. 8 7 8. Mày đưa tao trễ quá. Đủ. Mày ngồi sát nhau thì từ đưa với đủ. Má đưa sớm còn đè tao chết à đồ. 500 rồi mà. Nó lên ghê. Nó không nhiều đó. Hôm qua tao nói về ba là tao nói khiêm tốn á. Trước kìa đó. Về ba là nói khiêm tốn á. Về nhì luôn. Bông gần chục cái mà. Bông mười mấy cây. Còn cái bông nó mà bắt hết. Tuôn đất con tao nè. Tao đứt nhiều bông nhiều chứ. Tao nói ăn hết 2 cái.